Vâng, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Bên em thì hôm nay lại tiếp tục về một chiếc Honda Civic đời 2009 với động cơ 1.8 số sàn. Một chiếc xe một chủ từ mới nhá. Con này là chính tên chính chủ biển Hưng Yên, một chủ từ mới 89K9855. Bác chủ đi tương đối là nhiều, không ít đâu. Con này thì thực sự là phải nói đi nhiều. Loanh quanh đã 20 vạn rồi, nhưng được cái chất xe thì vẫn còn rất là ok. Máy ngon gầm chắc, hơi khỏe. Đạp ga cái thoát tốc rất là ok luôn. Và đây là một cái dòng xe với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm 7 lít trên 100 cây. Còn nếu các bác mà đi đường trường, đường cao tốc hay là các cái đường thoáng ấy, thì chỉ rơi vào tầm khoảng 6 lít thôi. Nếu mà bác nào đã đi dòng Civic rồi thì các bác chắc chắn là sẽ hiểu điều em nói. Một chiếc xe rất là ngon với số sàn 5 cấp, đăng ký là 5 chỗ ngồi. Bên ngoài thì thiết kế luột là, bên trong thì tiện nghi bất ngờ, rộng rãi, thoáng đãng vô cùng nha các bác nhá. Và đây là một chiếc xe bản sedan số sàn nên là nó không có cửa sổ trời. Nhưng mà bù lại các bác có một cái không gian bên trong rất là thoáng đãng, rộng rãi, lốp dép thì vẫn còn dày. Xe cứng, điều hòa mát, máy gầm thì rất là ngon và dòng này thì chạy rất là đầm chắc luôn. Một chủ từ mới bừng bỏ qua một mẫu xe mà nhiều bác đã tìm kiếm bấy lâu. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá là chỉ hơn 200 triệu rồi các bác ạ. Vâng, hơn 200 triệu là các bác đã có ngay được một chiếc Honda Civic này rồi. Và nội thất thì các bác nhìn này, nội thất kèm rất là đẹp luôn nhá. Bên em thì thi thoảng mới về được con như thế này thôi. Và đợt này thì Civic nhà em về cũng được 3-4 con. Cũng là một cái số lượng xe cũng nhất định tại thị trường. Thế mà các bác, những cái bác nào mà quan tâm đến cái dòng Civic thì đây là một mẫu xe tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, cam kết xe là không có đâm va tai nạn ngập nước, không có phạt nguội. Vâng, một chiếc xe rất là chất, máy ngon gầm chắc, xe cứng, sử dụng động cơ EVTEC 1.6, 1.8 xin lỗi các bác. Hệ thống form đèn mới này, mà sơn xi đồng căng. Và dòng này thì nói chung là các bác về là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì cả. Vâng, sơn xi thì tốt sạch sẽ rồi. Đấy, các bác nhìn chất sơn đấy ạ, sơn xi rất là đồng căng, đồng đèn của xe thì bóng sáng và không hề lỗi lầm nhá. Vâng, và những ai mà quan tâm đến cái dòng xe này thì đừng bỏ qua mẫu xe này. Và bên em thì bán rất nhiều xe. Các bác nào mà muốn xem xe mà những chiếc xe chất thì các bác có thể là điện thoại qua kênh của em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, bên em thì có địa chỉ là Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và một số điện thoại duy nhất đó là 0869158926. Vì tại sao em là duy nhất? Vì là em muốn là phục vụ các bác tận tình và chu đáo hơn, không muốn để cho sự sao nhãng và thất lạc. Nên là các bác cứ thích thì các bác có thể là điện thoại trực tiếp cho em. Vâng, đấy số điện thoại của em ấy ạ. Và đây, hôm nay ta lại tiếp tục là một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2009. Dòng này thì nó chạy rất là ổn định, máy ngon gầm chắc và cái bảo dưỡng sửa chữa nó rất là đơn giản. Đấy, chi phí sửa chữa rất là lành. Và các bác biết rồi, dòng Honda là một cái dòng xe nổi tiếng với thị trường xe máy, đó là Honda Everest hoặc Honda Way. Những cái chiếc xe mà người ta gọi là thánh bền tại thị trường Việt Nam luôn. Nói cho các bác, kể cả rời đông rời hè hay là thời tiết nắng ẩm mưa nhiều, xe cũng không bao giờ biết hỏng là gì. Đấy, đấy là một cái thương hiệu mà quá là nổi tiếng rồi. Nên là các bác đi những cái dòng này thì các bác cũng đừng có bao giờ phải nghĩ lại đến là xe nó có phải sửa chữa hỏng vặt hay không. Và đồ nghề thay thế thì rất là đơn giản. Dòng này đồ nó cũng rất là rẻ nhé các bác nhá. Một chiếc xe một chủ từ mới biển Hưng Yên 89K9855. Và chiếc xe này đó bác chủ bác ấy đi nói chung là cũng giữ gìn tương đối là cẩn thận. Sơn zin của xe vẫn còn 60%, xe cứng mà không có lỗi lầm. Cản trước, cản sau thì xì tút thì không nói rồi. Nhưng mà được cái là chỉ có quẹt xước thôi chứ còn không có đâm đụng va chạm. Và bên em thì cũng đã xì tút chiếc xe này rồi nên là các bác yên tâm. Đấy, các bác nhìn độ bóng của xe là các bác biết ngay về chất rồi. Còn đâu là bên em thì cam kết bảo hành cho các bác, đảm bảo cho các bác là máy số ngon, gầm chắc, không có lỗi lầm, không có phạt nguội, không có đâm đụng, không ngập nước. Đấy, tôn vỏ của xe thì vẫn rất là mỏng manh luôn các bác nhá. Đấy, hệ thống đèn của chiếc xe thì không được độ mà chỉ sử dụng toàn là đèn halogen thôi. Bầu đèn của nó thì được phủ mờ đen các bác nhá, phủ mờ đen này. Bầu đèn trông rất là thời thượng, đẳng cấp luôn. Còn đèn gầm này thì hơi vàng theo thời gian một chút. Cái này là điểm trừ, nhưng mà thôi, 5 tháng thời gian cũ rồi thì không tránh khỏi, cái đấy bình thường các bác nhá. Vâng, còn các bác thích thì có thể thay đuôi đèn có 300 nghìn thôi. Vâng, tầm này thì nhiều bác cứ nghĩ đồ này thay thế đắt, nhưng mà những cái dòng này á, đồ của nó rất rẻ luôn. Các bác thích thay còn rẻ hơn là đi đồ đi sửa đấy ạ. Thế còn những chiếc xe như thế này thì nói chung là những chiếc xe nó bền quá rồi, dùng bao năm nay rồi mà vẫn cứ chầy như vậy, vẫn cối như vậy. Đấy, đấy, tôn này, tôn nó còn mỏng luôn, nó không hề có cái tiếng bình bịch như kiểu là xe nó có bả tỉa nhiều ấy ạ. Lớp sơn căng và kể cả các cái phần gân sườn nó còn ngon nguyên. Đấy, lốp thì dày mới nhá. Con này sử dụng lốp LG 195 65 R15 của lốp Michelin. Đấy, la răng rất là xịn sò, lốp Michelin.
Và các bác nhìn hộ em cua lốp này. Cua lốp này nói thật các bác chứ như mới luôn, đẹp luột là mà không chói lóa. Đấy, con này thì nhìn các bác nhìn ạ, càng đẹp luôn nhá. Còn phần rãnh lốp này các bác nhìn này. Đấy, rãnh lốp dày cự luôn. Cái lốp này thì là lốp 2019, tầm cuối năm này thì bác ấy đi ít thì thành ra là lốp nó vẫn còn rất là ngon, dày dặn chắc chắn đấy ạ. Vâng, xi nhan thì không được tích hợp như là cái bản đủ, nhưng mà được cái là bầu gương xịn sò, chỉnh điện đầy đủ nhá các bác nhá. Một chiếc xe đời 2009, kính zin toàn bộ cả xe. Đấy, đây, kính zin này. Đấy, các bác nhìn này. Kính zin toàn bộ cả xe luôn. Đấy, xe thì cam kết cho các bác rồi, không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Đấy, và các bác nhìn nội thất bên trong xe đấy ạ. Nội thất này, tông màu kem vàng rất đẹp nhá. Ghế da xịn sò, sờ rất là mềm mại rồi. Đấy, ghế da xịn sò mềm mại luôn. Và các bác để ý cho em là đây, phần này, các cái phần bửng đây này, nó còn rất là đẹp. Nói chung là nội thất của xe thì vẫn còn rất là tươi. Phần vô lăng đây các bác nhìn này, những cái là phần này, người ta vô lăng vẫn còn tươi roi rói luôn này. Vô lăng đẹp căng luôn này. Đấy, không hề có rạn nứt, không hề có rách nhá. Vô lăng khâu da rất là đẹp. Đấy, và có lỗ thoáng khí, khả năng thấm hút mồ hôi tốt cho các bác. Đấy, và logo này, túi khí an toàn đầy đủ. Đấy. Và bên này thì các bác có thể nhìn phần tappy của xe đó, tappy à, sờ này. Da xịn sò, sò rất là mềm mịn. Đấy, kính điều khiển một chạm là nào, mở chìa khóa cái. Đấy, chiếc xe thì lăn bánh được hơn 20 vạn rồi. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, kính điện nhẹ nhàng nhá. Toàn bộ tất cả các cái chức năng kính điện của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường và không có báo lỗi. Đấy. Và được cái là phần tappy này, tappy đẹp sạch sẽ luôn này. Đấy, rất là mịn màng và sạch luôn. Chỉ keo bao zin các bác nhá. À, chỉ đây. Chỉ keo bao zin đây. Đấy, các bác nhìn chỉ này. Đấy, chỉ zin đẹp, ốc này còn chuẩn luôn này, chưa hề có tháo luôn này. Một chiếc xe một chủ từ mới mà các bác. Vâng. Cái dòng này thì nó là đây, kể cả các cái con ốc này còn nguyên dấu này. Các bác nhìn các cái dấu xanh này, dấu xanh từ nhà sản xuất này, còn nguyên bản luôn, chưa có tháo cả cánh một tí nào. Đấy, đây là một chiếc xe được sản xuất tại Honda Việt Nam ở trên Phúc Yên, Vĩnh Phúc ấy ạ. Và con này thì tem nhãn rất là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy. Nội thất bên trong xe phải nói khá là tươi. Sàn xe là sàn da nhé các bác nhá. Sàn da này. Đấy, còn đây là lót sàn 2D. Đấy, sàn da rất là xịn sò và rông rất là mới. Vâng. Còn đương nhiên rồi, xe này thì bác chủ bác ấy đi kiểu bác ấy cứ đi từ nhà đến cơ quan hoặc thi thoảng đi ăn chơi đó. Thế đâm ra là chiếc xe bác ấy giữ vẫn còn rất là ngon, căng đét luôn, tất cả các chức năng này hoạt động bình thường. Đấy, kể cả các bác nhìn bản lề này, bản lề này. Đấy, bản lề đây. Còn đẹp căng luôn. Đấy, ốc còn chưa tháo mở một tí nào luôn này. Đây là một chiếc xe phải nói thực sự là hiếm luôn đấy ạ. Vâng, và chiếc xe này thì em bán được cái giá nó chỉ hơn 200 triệu thôi. Đấy, nên là các bác nào mà thích cái dòng xe Honda Civic thì các bác cũng không nên bỏ qua mẫu xe này luôn. Đấy, chỉ keo bao zin nhé, toàn bộ chỉ này là zin hết này. Đấy. Còn phần cua lốp mà theo các cái dòng xe khác ấy, thì cái chỗ này là dễ mục mọt nhất, thì đây nó vẫn còn đẹp căng như này. Đấy, các bác nhìn ạ, đẹp căng cua lốp luôn này. Và kể cả phần đằng sau. Còn lốp đằng sau này thì cũng là cái lốp 2018. Đấy, lốp 2018 và rãnh lốp thì cái dày. Các bác đi thì tỷ lệ phần trăm lốp của con này rơi vào tầm khoảng 60%. Các bác cứ đi cho em tầm khoảng 3 vạn, 4 vạn nữa các bác thay cũng được. Vâng, lốp vẫn còn rất là ngon. Đấy, tôn này, dày. Đấy, các bác nghe tiếng tôn đấy ạ. Tôn mỏng te luôn nhá. Vâng, và đằng sau, cản đằng sau này, sạch sẽ luôn này. Đẹp luôn này, đồng sơn căng bóng luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ, căng bóng sáng luôn nhá, không có lỗi. Cái còn cốp mở sau thì mình sẽ mở ở trên phần cốp, hoặc là ta có thể cắm chìa vào đây. Như em thì lúc nãy là em quên, thế là thôi mình mở cốp thì mình mở nhẹ nhàng đằng này thôi. Đây, mình chỉ cần kéo lên thôi. Đấy, cốp mở sau rất là nhẹ nhàng. Và đây, các bác có thể nhìn phần đèn hậu. À thôi, cứ vào trong cốp đi đã. Đấy, các bác nhìn này, kể cả các cái phần đây, các cái dấu ốc này, nó còn chưa động chạm một tí gì luôn, còn nguyên luôn, căng sáng luôn này. Đấy, chỉ keo bao zin cho các bác luôn nhá. Chỉ bao zin. Đấy, toàn bộ chỉ này là bao zin cho các bác luôn. Còn cái này thì là khuyến mại cho các bác cái áo gỗ, áo ghế massage tựa lưng cho bác nào mà đi đường trường. Còn bên trong này, đây các bác nhìn này. Đấy, lót sàn, lốp sơ cua đầy đủ nhá. Có mỗi đồ nghề kích lốp là con này đang không thấy. Đấy, thì cái này thì em sẽ bổ sung. Các bác nhớ nhá, em sẽ bổ sung kích lốp và đồ tháo mở, vì đây không có một cái gì. Đấy, cái này là bác chủ có cái bán cho em là nó như vậy, chứ không phải là
nó bị làm sao cả. Đấy, người ta để nguyên như vậy bán cho em. Đấy, thế còn phần các cái phần này của nó còn đẹp căng luôn này. Đấy, đây là một chiếc xe khá là tươi tắn. Này các bác nhìn các cái ốc này, ốc này nó còn sáng căng luôn này. Đấy, một chiếc xe khá là tươi tắn với một chủ từ mới đi hàng hiếm luôn đấy ạ. Vâng, lâu lắm rồi về mới một con một chủ từ mới như này. Đấy, hệ thống đèn hậu này các bác nhìn này. Đèn hậu là sử dụng đèn bóng tròn và cái bóng đèn thiết kế như form mới đời 2020-2022. Đấy, nhưng mà rất là đẹp. Đấy các bác nhìn đó. Phần tầng rõ ràng, đèn trong sáng không hề lỗi lầm. Bên này cũng thế này. Không hề lỗi lầm luôn. Lốp dép bên này cũng thế. Đấy, lốp dép căng sáng luôn, mới luôn nhá. Toàn bộ cua lốp thì các bác yên tâm là bên em cam kết cho bác là không có bục mọt. Đấy, cua lốp này. Đấy, cua lốp đẹp luôn này. Và cho các bác xem gầm nhá. Con này cho các bác xem gầm luôn này. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, xe ở Hưng Yên nó khác, gầm rất đẹp luôn, sáng luôn và không hề có bục mọt. Đấy, rất là căng sáng. Tôn vỏ thì dày. Cửa này mở nhẹ nhàng. Đấy, chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn. Một chiếc xe sedan số sàn dành cho gia đình, giá vừa rẻ vừa thơm, ngon lành bổ rẻ. Mà chiếc xe này thì bên em đang bán nó chỉ hơn 200 thôi. Vâng, thị trường xe Việt Nam mình có rất là nhiều. Các bác đi những cái dòng này thì nó lành và không bao giờ phải nghĩ ngợi đến cái chuyện là hỏng vặt giữa đường, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, kể cả các cái ốc này các bác nhìn này, nguyên dấu luôn, dấu sơn từ nhà sản xuất nó còn nguyên bản nhá, chưa có động chạm một tí nào. Phải nói lâu lắm hiếm có mới về được một con như thế này đó. Vâng, còn phần táp lô thì các bác nhìn ạ, táp lô này đẹp căng luôn này. Đấy, táp lô rất là đẹp nhá, sạch sẽ này. Màn hình hiển thị hoạt động hoàn toàn bình thường. Tay nắm củ số của xe thì vẫn còn rất là mới. Đấy, và tay phanh đầy đủ này. Vâng, và chiếc xe này cũng là một chiếc xe giá rẻ cho thị trường tại thị trường Việt Nam. Các bác mua những cái dòng này thì đi không bao giờ phải lo lắng cái chuyện là hỏng vặt hay là ốm nằm gara nhiều. Và cái dòng này thì nói chung là lành và rất dễ sửa chữa. Đấy, mà đặc biệt là nó ăn ít xăng. Các bác vận hành lâu dài đấy thì các bác sẽ hiểu. Vâng, còn đâu là như cái đồng hồ của chiếc xe này là cũng nguyên bản là 27 vạn, thì cũng là một cái mức đi cũng tương đối là nhiều. Nhưng em cũng nói với các bác rồi, đi nhiều nhưng mà chủ người ta giữ gìn thì xe vẫn rất là ngon. Đấy, chứ không phải như những chiếc xe mà báo đi ít nhưng mà toàn bị tua công tơ mét rồi. Xe một chủ từ mới bao giờ nó có cái lợi như thế. Vâng, màn hình hiển thị đấy, rất là xịn sò, có đồng hồ hiển thị số, đồng hồ công tơ mét. Và bây giờ ta sẽ đè nổ chiếc xe này nào. Đè nào. Đấy, đồng hồ là không có báo lỗi nhá. Túi khí an toàn còn nguyên. Con này túi khí an toàn bên em còn nguyên luôn. Và cam kết cho các bác là không mất một phân ly cao chỉ nào. Đấy, xe là không có đâm đụng, không ngập nước, không mất một phân ly cao chỉ nào. Nên là bác nào mà thích thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp và lái thử. Đấy, một chiếc xe rất là ngon. Đấy, máy êm, động cơ máy chạy rất là êm luôn. Và con này sử dụng động cơ 1.8 Vitec nhá. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 cây. Đấy, máy rất là êm luôn các bác ạ. Ốc thì zin nhá. Con này mặt trên thì cũng đã chỉnh trọt rồi, nhưng mà mặt dưới thì máy số là vẫn còn zin. Xe cứng và không có lỗi lầm, không có đâm đụng. Đấy, máy rất là ngon, khô ráo sạch sẽ này. Đấy, và 27 vạn thì các bác hỏi là như vậy thì nó có yên tâm hay không, thì thưa với các bác là cái mức này thì đối với cái xe của Nhật đấy ạ, thì những cái xe như thế này thì nó rất là đơn giản, không bao giờ phải nghĩ nhá. À, đương nhiên là 27 vạn thì em vẫn cứ phải mở lắp hơi thừa để kiểm tra hơi nó còn khỏe hay không. À, các bác này không có tí hơi thừa rồi luôn này. Đấy, không có một tí hơi thừa rồi luôn. Đấy, máy rất là ngon, êm. Là cái dụng động cơ EVTEC này thì nó tiết kiệm nhiên liệu vô đối. Đấy, một chiếc xe rất là ngon, ắc quy thì mới và tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, đầu keo chỉ này, chỉ cabo này, các bác nhìn đấy, chỉ cabo này. Đấy, còn nguyên luôn nhá, nguyên bản luôn, chưa có ra dấu một tí nào. Và chiếc xe thì các bác như mua cái dòng này thì về vận hành nó rất là yên tâm. Đấy, giấy tờ hồ sơ là các bác đầy đủ nhá, cho các bác không phải nghĩ ngợi gì cả. Đấy, còn mặt trước này, đấy, đầu cản mặt trước này vẫn còn rất là căng. Đấy, sạch sẽ, không có lỗi. Và đấy, ABS vẫn đầy đủ, không thiếu một cái gì. Và dòng này thì lái dầu, đấy các bác nhìn này, trợ lái dầu này. Đó, máy thì rất là êm, điều hòa thì mát lạnh. Đấy, và cái này nó là còn nguyên bản từ hãng luôn đấy. Vâng, đồ của nó đồ zin nên là dùng rất là bền.
Đấy, thế nên là bác nào mà thích những chiếc xe Honda Civic đời 2009, số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi và với cái mức giá rẻ vô cùng, chỉ hơn 200 triệu ấy ạ, thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto, đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu một chiếc xe tuyệt vời. Và con này thì các bác mua về để chạy dịch vụ thì cực kỳ là ok, các bác mua về để đi gia đình cũng rất là tốt, và các bác mua một chiếc xe giá rẻ đi lành bền thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Đấy, một chiếc xe Honda Civic một chủ từ mới, máy 1.8 số sàn. Đấy, đời 2009, đăng kiểm thì còn đến 2023. Rất là ngon, vừa mới về cửa hàng em xong. Và bác nào nhanh tay, nhích ngay, đừng hỏi nữa. Vâng, cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên những cái dòng xe giá rẻ, ngon. Và nói chung là bên em cam kết bảo hành hết thì các bác yên tâm nhá. Nhiều bác thì cứ bảo là bên em Vũ Duy Auto thì báo thì báo vậy, thế nhưng mà sợ xe lỗi, bảo em thưa với các bác là bên em mua qua 3 vòng nhá, có nghĩa là một lần là hai lần đầu là 2 vòng thợ rồi, mình là vòng thợ thứ 3, và test xe thì test rất kỹ nên các bác yên tâm, không bao giờ bỏ lọt một con sâu nào cả. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe giá rẻ khu khoam lăng nhăng. Cảm ơn các bác.